Chào mừng quý vị đã đến với bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 25 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau Thưa quý vị, như quý vị có thể thấy, trong ngày hôm nay, thời tiết khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm Ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ giảm mưa, cục bộ vẫn có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 21 đến 34 độ C. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo trong ngày mai trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 35 độ C. Dưới đây là thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tiếp nối bản tin là thông tin thời tiết biển. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn cũng phát đi cảnh báo trong đêm nay và ngày mai, từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc của Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Còn về tình hình thời tiết tại Hà Nội, ngày mai tại thủ đô Hà Nội ngày nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của Báo Lao Động. Hẹn gặp lại quý vị cùng những thông tin mới nhất trong bản tin tiếp theo.